Rồi, hello, chào anh em, chào cả nhà. Thì cái video rồi, vừa rồi thì Sang cũng có nói đến cái chương trình hôm nay, cái chương trình tức là Sang làm cái video vui ha, chơi vui chủ yếu. Cũng giống như là cảm ơn em đã dành thời gian ra xem video rồi mua hàng của bên Dụng Cụ 24. Thì hôm nay Dụng Cụ 24 lại tiếp tục chơi cái trò chơi rất là thú vị ha. Đón số à, giống như hôm rồi. Thì hôm rồi thì vô tình mình không có để ý cái tấm tiền đi. Đó thì cái số nó bị lộ ra. Mà không biết là hai anh đó là thấy hay không, hay là cũng vô tình mà đón chúng. Cho nên là mình chơi rồi thì mình lộ ra đây thì hai anh đón đúng. Thì hai anh này sẽ được mình gửi cho mỗi anh là một cái chiếc kìm. Đó, đây thì có anh nè, anh Thắng nè ha. Anh Thắng Bùi nè, anh đón số 39 đó. À, thì đây một anh, với một anh nữa là anh Tạ Diêm Bình gì đây nè. Đó, anh Tạ Diêm Bình này là cái tên của anh trên cái ấy thì nó khác. Đó, thì ở đây nó sẽ là hai anh được mình tặng cho mỗi người một cái cây kìm view trị giá là 700.000. Thì hai anh sẽ được nhận quà này và phí ship thì hai anh trả nha. Hai anh trả phí ship. Rồi, thì bây giờ quay trở lại với cái video này. Video ngày hôm nay thì những sản phẩm ở trên màn đây Sang sắp đưa ra đây. Cái chương trình này nói chung nó cũng khá là hấp dẫn tí xíu, và cũng là cái may mắn của anh em ha. Thì hôm nay mình đã chuẩn bị một cái tấm tiền đó. Thì tấm tiền này chắc ăn là anh em sẽ không còn thấy được cái số số kia nữa ha. Thì đây nó chỉ có một số trên series ở trên này thôi. Thì anh em thấy là ở đây là 62032. Thì số này để cho anh em đối chiếu cái tờ tiền ha, để coi là có đúng cái tờ tiền mà mình đã chơi hay không. Thì đây đó. Thì năm số trước là 62032. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đón hai số cuối này là số mấy ha. Anh em bình luận phía bên dưới video này luôn đó. Với điều kiện là hôm nay chỉ trong video này thôi nha, anh em mua những sản phẩm này. Thì cái thể lệ chương trình này rất là đơn giản thôi. Nếu đón đúng cái số này thì bên em sẽ hoàn tiền lại cho anh em với cái sản phẩm anh em đã mua ha. Thí dụ như anh em mua cái cây thước này trị giá là 570.000. Rồi, nếu như anh em đón đúng được thì bên em sẽ trả lại 570.000. Tức là anh em mua cái thước này với giá 0 đồng. Giá 0 đồng luôn nha, chơi lớn luôn á. Thí dụ như cây thước cuộn này trị giá là 250.000. Đó, thì hôm nay anh em mua sản phẩm này và anh em dự đoán số. Đó, nếu như trúng số, trúng thì bên em sẽ hoàn trả lại cho anh em số tiền này. Đó, chơi lớn chưa? Và cái số lượng đó thì ở đây nếu cái nào còn thì mình ấy nha anh em, còn hết thì thôi. Đó. Tại vì có những cái mình chỉ có tồn kho, nó chỉ còn có 1-2 cái thôi. Có những cái thì 4-5 cái. Đó, chứ không có nhiều. Cái này như là còn một cái nè. Thì anh em đón số, tức là bắt buộc là phải mua một sản phẩm nha anh em. Thì cuộc chơi này giống như anh em mua tờ vé số ha, giống như mua một tờ vé số. Thì hôm nay mua một sản phẩm này và dự đoán số. Nếu như cái số này trúng, anh em sẽ được hoàn lại 100% cái giá trị đơn hàng. Phí ship thì anh em trả nha, tại vì cái phí ship này mình không có lấy. Đó, thí dụ như cái thước cuộn này trị giá của nó ở đây là 250.000. Đó, thì phí ship chắc khoảng là 30.000 á, nếu như ship code. Đón được trúng số thì chúng ta sẽ được hoàn lại ha. Và chỉ trong cái chương trình video của ngày hôm nay thôi nha. Chỉ trong ngày hôm nay thôi à, anh em mua cái sản phẩm này. Những anh em nào sau này mà có xem lại video này á, thì cũng không còn nữa nha anh em à, chỉ trong ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9. Anh em nhanh tranh thủ mua trong ngày hôm nay à, chương trình chỉ áp dụng cho đến hết tối 12 giờ đêm nay ha, 12 giờ ngày 22 tháng 9. Đó. Thì anh em cứ mua một sản phẩm như thế này và dự đoán số. Thì anh em có thể để số điện thoại phía bên dưới để bên mình liên hệ lại đã lên đơn ha, cái mã hàng và cái số điện thoại, cùng đồng thời đó là cái mã dự đoán. Anh em muốn ghi cái gì đó, dự đoán số mấy đó thì anh em bấm sau đó ha. Thì hoặc là nhắn tin cũng được luôn ha. Mình sẽ công khai ở trên cái video giống như cái này nè. Đó, rõ ràng ha.
chơi cái gì cũng phải rõ ràng, uy tín, chứ không thôi thì không ai chơi đâu với mình đâu ha. Mình rét nhất là cái kiểu như mập mờ, ai làm ăn với mình mà mập mờ là mình không chơi nữa. Làm ăn phải rõ ràng. Rồi thì Sang sẽ đọc cái mã hàng cho anh em. Rồi anh em nào chưa có mua thì hôm nay mua ha. Và chỉ áp dụng trong ngày hôm nay thôi nha anh em. Chương trình chỉ chơi trong ngày hôm nay. Nếu ngày mai anh em mua thì sẽ không có chơi nữa ha, không có dự đoán nữa ha. Thì anh em mua cái này dự đoán sẽ được là mà hoàn tiền 100% sản phẩm của mình ha. Ok ha. Rồi bây giờ đó thì mình chơi cái kiểu này, một là mình lời, hai là mình lỗ anh em. Lâu lâu mình lỗ gì với khách hàng cũng không sao. Trước tiên là cái thước cuộn của Fujiya 5,5m nè, đó của Nhật ha. Thì thằng Fujiya này thực chất nó không có làm, nó chỉ là gia công từ ông nào bên Nhật thôi. Mình nghĩ là cái thước này của Kades, về kiểu dáng nó giống đó. Đây, Made in Japan, cái thép của nó cũng là thép Japan, thép là cái sợi dây thước đây nè. 5,5m ha, 5,5m. Cái loại này thì cái bảng ngang của nó là 19 ly, cái bảng ngang của nó 19 ly. Cái này thì cái bảng ngang nó bự hơn nè. Cái gọi cái bảng ngang này 19 ly. Cây này 250.000, mã đặt hàng của nó là FU2605. FU2605 với giá là 250.000 cho cái thước này. Tiếp tục là một cây thước này. Cây thước này là FU2604. FU2604 giá 310.000, cũng là 5,5m, nhưng mà cái bảng ngang của nó là 25 ly. Tiếp tục là Tovic Anet cách điện 1000V. Thì trong cái loại Tovic thì thằng Anet này là ngon nhất, nếu mà nói về của Nhật nha, mình đang nói của Nhật nha. Của Nhật ha. Xin lát cách điện xin lát không bằng cái cây này. Còn về sale thì mình không thấy cái Tovic cách điện, có nhưng mà nó không có bằng đó nè. Cái thằng Anet này làm Tovic cách điện rất là đẹp luôn, và nhìn nó chất lượng giống như của thằng ấy luôn ha. Rồi thì cái này giá của nó, cái cây này là BH2, chiều dài là 150 ha. Giá của cây này là 260.000, mã đặt hàng của nó là AN0306, 260.000 giá chưa phí ship. Và quên nữa là anh em chỉ được hoàn tiền một sản phẩm nha anh em, chỉ hoàn tiền một sản phẩm thôi. Thí dụ như anh em mua hai sản phẩm đi, nhưng mà chỉ được hoàn tiền một sản phẩm thì anh em cứ chọn sản phẩm nào mắc tiền nhất đó anh em hoàn. Ví dụ như bây giờ anh em mua một cái thước này nè, chỉ giá của nó là 570 nè, với em mua thêm cái này nữa đó. Nhưng mà khi nếu như anh em trúng á thì một trong hai sản phẩm anh em chọn để được hoàn thì có thể hoàn 570.000 này ha. Đó, chỉ một sản phẩm thôi nha, chứ mà anh em hoàn hết cái đơn hàng chắc mình lỗ chắc chết luôn á. Rồi trước tiên rồi cái vít anet trừ dẹp trừ 6 ha, 150 ml nè anh em thấy. Thường á cái dấu nhà hiệu nhận biết rất là dễ đối với những cái thứ, những cái vít xịn á, cái đầu vít của nó đó, cái màu của nó đó, đây là cái vật liệu và cái kỹ thuật làm á, thì dường như những cái thằng nào tốt nó sẽ ra cái màu này nè. Đó là cái màu nó ngả hơi nâu nhẹ của cái màu cà phê đó, chứ nó không phải đen thui đen thùi. Cây này trừ 6, chiều dài 150, tức là từ đây tới đây là 150. Tổng dài của nó là khoảng 2 tấc 8 ha. Cây này giá của nó là 240.000, mã đặt hàng của nó là AN0310. AN0310 giá 240 ha. Giá chưa ship. Rồi, đây. Tiếp tục là một cái thước lá sinh hoa. Đấy. Thước lá sinh hoa mini. Thì cái dòng thước này á, là nó mạ nhũ bạc. Cái mạ nhũ bạc nó sẽ mắc hơn cái loại mà nó không mạ ha anh em. Tức là tại sao nó mắc tiền hơn? Lý do là cái mạ nhũ bạc này nè là nó không có bị bóng. Thì khi mình đọc số nó rất là dễ đọc hơn là cái bóng ha. Thì cái mạ nhũ bạc lúc nào nó cũng mắc tiền hơn cái mạ ấy. Cái thước này của mình đặc biệt là nó vẫn còn là hàng nội địa Nhật ha. Vẫn còn là hàng nội địa, bây giờ thì nó sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà mình thấy chất lượng nó cũng giống nhau thôi anh em ơi. Rồi 60.000 một cây E944 với giá 60.000. anh em nào mua cứ nhắn mã hàng và đón giữ đón số ha, bấm ngay phía dưới video á cho nó dễ, cái phía dưới video là công khai nhất. Thước ke gốc của Sinqua
Đây, thì đây là cái chất liệu của nó là cái chỗ này là bằng nhôm ha, hợp kim nhôm, và đây là bằng stainless inox. Cái loại thước này thì nó chỉ dùng để ke thôi ha, nó ke, nó cân độ chính xác cao, nó không có cái vạch, không có vạch này ha, loại này nó không có vạch. Chiều dài đây là 30 cm và chiều ngang ở đây là khoảng gần 20 ha. Cây này giá của nó là 570.000 SW1102, giá 570 ha, giá chưa ship. Thước lá của ở đây là, nói chung là video này là mình chơi thước không đó, thước của Niratashiki. Đây, Niratashiki Made in Japan. Thì cái dòng này là hãng nó cũng sắp hết rồi, nên nó sẽ chuyển qua cái dòng mạ bạc. Mạ bạc thì nó mắc lắm anh em, mắc hơn cái này nó tới mấy chục ngàn á. Nhưng mà cái này thì nó được sản xuất 100% tại Nhật ha. Anh em thấy không? Là nó bị bóng á, nó bị bóng á. Còn cái mạ bạc nó sẽ mờ đi, nhưng mà nó mắc tiền hơn. Còn về chất lượng thì nó giống nhau, về độ chính xác thì giống nhau thôi. Nó chỉ cái vật liệu nó phun bên ngoài á. Đây. Cây này là 300 mm. Nếu mà nói về thước thì anh em nên mua của Niratashiki, bởi vì nó có cái vạch rất là độc đáo. Chúng ta sẽ dễ, rất là dễ nhìn thước lá đó, em thấy không? Đây là cái vạch mà nó đăng ký độc quyền trên toàn thế giới luôn á. 165.000 NI1001, giá 165.000 cho cái sản phẩm này, 3 tấc. Thước ke gốc của Shinwa, cái này là ke 45 độ ha, 45 độ và ke song song. Đây 45, ke song song với cái mặt cái cạnh ván. Thì cái này giá của nó là 270.000, hàng mới 270.000. Nó được sản xuất tại Trung Quốc, tức là cái nhà máy của Shinwa nó đặt ở Trung Quốc. Nhà máy Shinwa thì nó có một cái nhà máy như ở Việt Nam và của ở Trung Quốc nữa. Cái này là thép không rỉ nha anh em, tức là nguyên liệu thép này là hoàn toàn được nhập từ Nhật qua, rồi được gia công, được sản xuất tại Nhật, ở tại Trung Quốc xong đem qua Nhật bán vậy đó. Cái chiều ngang này thì nó được là nó kẻ được 8 cm. Nếu mà tính dài luôn thì nó một tấc ha. Cây này giá là 270.000, 2616. 2616 giá 270.000 cây này, giá chưa xếp luôn. Đây một sản phẩm mình bán rất là chạy ha. Đó là thước cân thủy, dễ mua, dễ sử dụng, gọn gàng. Hai cái đầu này nó đều là cái cao su để mà khi gớt xuống nó sẽ chống sốc ha, nó chống sốc hai cái đầu này, nó sẽ không có bị tác động lên cái này, hạn chế không phải là hạn chế tác động lên trên cái thủy ha, làm sai lệch cái thủy. Nó có cái cân này 360 độ nè, những cái thước khác ít có gặp những cái loại này lắm, được cái này lắm ha. Thì cái đặc biệt của thằng này nó có cái này, và nó có tự tính đầy đủ luôn. Cái phần dưới này là nó một miếng nhôm và có tự tính. Chiều dài của cái này nó khoảng đâu đó gần một tấc ha, đúng rồi, một tấc luôn của Niratashiki Nhật Bản, và nó được xuất xứ của nó là Made in Taiwan, tức là được gia công tại Đài Loan, nhưng mà hàng là hàng chính hãng của Nhật ha. Giá của cái này thì 270.000 NI1202, 270.000 ha, giá chưa phí ship. Đây là hàng Nhật ha, được bán tại Nhật. Anh em thấy là tiếng Nhật không à, không có cái chữ nào tiếng Anh trong này chân á, hàng xuất khẩu mới có tiếng Anh. Thước cân gốc ke rốc của Niratashiki. Đây thì cái thước này nó được cái là nó cái tán nó bằng thau, nó đẹp hơn, nó xịn hơn. Cái thằng Shinwa, cái chỗ Shinwa thì nó cái tán này nó bằng thép bình thường, bằng thau thì nó nhìn nó đẹp và nó không có bị rỉ sét. Cái phần này nó là một tấc ha, khúc này nó tấc nè. Đo 360 độ dùng để ke gốc, anh em cắt, ví dụ như cắt sắt, cắt gỗ gì đó, vạch ke hoặc là làm mỏng gỗ thì vạch cái này nó sẽ chính xác. Cái này hàng sản xuất tại Nhật ha, nội địa Nhật luôn. Cái này giá của nó là 185.000, giá mình bán rất là mềm luôn á. NI1301 giá 185.000 cho sản phẩm này ha, giá chưa ship nha. Đây thước ke gốc của Tesco mình đã giới thiệu rồi, thì chỉ đọc giá thôi. Cái thước này thì nó sản xuất tại Nhật luôn. Ở trên bao bì nó để Made in Japan nè ha. Nhưng mà phía sau đó thì mình nghĩ là cái thước này lúc trước đó nó sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà chắc là sau này nó sẽ đổi lại sản xuất tại Nhật, cho nên là nó đã dán lại cái này.
đây nè, tháng 7 năm 2000 ha, 2020 á, tháng 7 năm 2020, cái này là không phải là 2007 nha. À, bên Nhật nó sẽ viết ngược, đọc ngược lại 07 đó, là tháng 7 năm 2020, là mới đây nè, mới sản xuất đây. Nó cũng dán lại nè, nó dán lại cái, tức là cái bao bì thì nó là cái bao bì cũ, nhưng mà cái thước thì nó sản xuất mới. Cái này so với cái sinh hoa thì nó ngon hơn, là nó dày hơn và nó được mài với cái cạnh này nè, không bị bén. Thằng sinh hoa mới sau này á, là cái cây cái chỗ này nè, nó sắc bén nha, nó bị sắc bén đó. Còn cái này nó không bị sắc, tức là nó có mài lại. Và cái chỗ này nó dày hơn nè, mặt này nó dày hơn nha em, dày gấp đôi nha, cái này dày gấp đôi. Thì cái dày gấp đôi này nó giải quyết được nè, khi em đưa đây nó, cái này nó nặng nè, nó đậm hơn và nó không bị lệch nhiều. 430.000 NTR1001, 430.000 đó, anh em hãy đón mua ngay và dự đoán số ha. Nếu như anh em đón trúng số này thì anh em sẽ được là free luôn, miễn phí và cái thước luôn ha, miễn phí cái thước luôn. Tiếp tục dành cho anh em đó là một cái thước căn thủy của hãng Leverman nè, thương hiệu Leverman, cái thương hiệu cái hiệu là STC. Cái này thì ít gặp ở Việt Nam bởi vì nó được sản xuất hoàn toàn ở Nhật không à, Leverman ha. Đây là cái mình khuyến mãi hôm trước nè, mình mua cái gì đó mà mua cái này chỉ giá 80.000 nè. Rồi, Leverman đó. Thì ở đây là một thủy đứng và thủy ngang. Thì cái thủy này á, bao xài với anh em ít nhất cũng là vài năm luôn ha, 3-4 năm. Tại vì nó được làm đúc rất là dày, dày dữ lắm ha. Chiều dài của nó là 3 tấc, made in Japan. Chất liệu là nhôm, ở đây nó không có tự tính nha. Cây này thì giá của nó là 210.000 nha anh em, 210.000. Cái mã đặt hàng của nó, để mình coi lại cái mã nó mà mấy. Level G885 với giá là 210.000, G885 210.000 đó. Nên mua ngay hôm nay thì sẽ được may mắn, nếu như hơn đó thì chúng ta sẽ được miễn phí luôn, free luôn, không tốn đồng nào ha, không tốn đồng nào, chỉ tốn phí ship thôi. Còn nếu như xui thì mình vẫn có được cái thước bình thường ha, bỏ tiền ra mua cái thước đó. Dự đoán ngay cái số này nha anh em, số này là số mấy đây, mình cũng quên luôn rồi, mình cũng không nhớ biết số mấy nữa, mình dán là quên rồi. Thước kẹp của Sinhwa bỏ túi, cái này thì nó là 100mm, chất liệu là thép không rỉ và độ sai số của nó là 0.1. Thì cái loại này dùng bỏ túi và dùng để anh em làm mọc là hết ý ha. Đó. Về cái này đo thì cái độ đo là đo thì để đọc số thôi, chứ mà để mà gia công làm thì nó không có chính xác cao nha anh em. Bởi vì cái này nó độ sai số tới 0.1mm nặng. Bình thường nó sẽ là 0.05, tức là nó phân nửa cái này ha, cái này nó tới 0.1 đã. Rồi, cái này giá của nó là 240.000, mã đặt hàng của nó là SW1103, 240.000 đó. Hàng được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà xuất Nhật ha, xuất qua Nhật. Cuối cùng là cái thước của Tajima, Nhật Bản. Cái thước này rất là độc ha. Cái thước này nó có căn thủy ở trên này, này thước cuộn nha, và nó có cái căn gốc ở đây luôn, căn gốc đây luôn, vừa căn thủy căn gốc luôn, em muốn bao nhiêu độ căn cũng được. Cái thước này, cái thép cái này đó, cái thép loại này, thép này là thép tốt, nó là cái dạng như là nó bóng mờ chống chói ha, rất là dày, bóng mờ chống chói nha. Đó, cái loại kia thì nó bóng, cái này nó mờ, nó sẽ phủ mờ đi thì anh em dọc số nó dễ hơn, nó không bị chói. Có căn thủy thì cái này của Tajima, cái thước thì nó sản xuất hoàn tại Nhật luôn nè, Japan nè đó. Còn cái vỏ bên ngoài á thì được gia công tại Trung Quốc ha. Cái này giá 635.000 NI1005, giá 635.000, giá chưa có phí vận chuyển ha, giá chưa ship. Rồi, đó là những sản phẩm mà Sang vừa giới thiệu với anh em trong cái video khuyến mãi ngày hôm nay ha.
anh em nhanh tay đặt hàng và dự đoán số của mình. Nếu như may mắn thì anh em sẽ được mua với giá 0 đồng ha. Còn nếu mà không may mắn thì chúng ta vẫn là mua được một cái sản phẩm chất lượng cao để mà ta sử dụng ha. Anh em nào xem coi cái hộp đồ nghề mình có chưa? Chưa có thì mua ngay nha. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này nha. Chào anh em, chào cả nhà.